Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách về vật phẩm phong thủy hút tài lộc cho người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi tương ứng với những năm sau: Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mùi 1979, Tân Mùi 1991 và Quý Mùi 2003. Vật phẩm phong thủy cho những gia chủ tuổi Mùi nên chọn những đồ vật hay linh vật phong thủy có hình con mèo, con ngựa và con lợn. Đó là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo cho sự thành công, giúp cho công việc làm ăn được suôn sẻ và tăng thêm nhiều may mắn. Cách đem lại may mắn cho người tuổi Mùi bên cạnh đồ phong thủy hợp tuổi, gia chủ cũng cần chú ý đến các linh vật tương khắc với người tuổi Mùi, đó là tuổi Sửu và tuổi Mùi. Chính vì thế, gia chủ nên tránh mua những vật phẩm phong thủy theo tuổi có hình tượng con trâu và con dê. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.